À, vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn, xin chào các vị phụ huynh à, Xin chào các bác, các anh các chị là phụ huynh của học sinh à, Các cháu vừa tốt nghiệp học sinh chương trình cấp 3 à, Xin chào à, tất cả các bạn đang theo dõi video này à, Đây là một cái video tôi giới thiệu về một khóa học Có tên là khóa đào tạo nghề Marketing Online Hay còn gọi là nghề Digital Marketing à, Chuyên nghiệp và chuyên sâu à, Trước hết thì cho phép tôi giới thiệu về bản thân tôi à, Tên tôi là Nguyễn Phan Anh Hiện nay tôi là giảng viên đại học 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại bậc đại học tại một trường đại học lớn tại Hà Nội và tôi cũng là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học lớn tại Hà Nội do các cái yếu tố về PR thương hiệu tôi xin không tiện nêu tên các anh chị có thể truy cập vào Facebook của tôi ở địa chỉ là facebook com online hoặc là website pa marketing.vn hoặc là kênh YouTube pa marketing của tôi để kiểm chứng những cái thông tin này tôi đã giảng dạy tại bậc đại học từ năm 2008 tới nay và à, tôi giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực về thương mại điện tử, marketing điện tử. À, và tôi cũng đã giảng dạy cho rất nhiều các cái CEO, à, các cái giám đốc rồi thì à, các cái chương trình bán hàng, chương trình quảng cáo, chương trình về Facebook và TikTok, về sale web vân vân. Sau đó thì tôi đã tổng hợp lại nó thành một khóa học rất là chuyên nghiệp, chuyên sâu và đào tạo nghề từ năm 2013 đến bây giờ, gần 10 năm. Mỗi một năm tôi đều có một cái chương trình đào tạo nghề à, rất là chuyên sâu và rất là giúp cho cái người học có thể có được một cái cơ công ăn việc làm một cái nghề nghiệp rất là tốt. Đấy. Trước hết thì tôi muốn trình bày và muốn chia sẻ với các bác, các anh, các chị và các bạn học viên đó là học nghề marketing online hay còn gọi là digital marketing là nghề gì? đó. Thế thì trước hết là chúng ta thấy rằng là có các yếu tố quan trọng để mình lựa chọn một cái nghề à, ba cái yếu tố này nó phải mix lại được với nhau đó là phải thích hoặc đam mê đúng không ạ, phải kiếm được tiền và thứ ba là phải có tương lai và chúng ta sẽ chọn một cái nghề nghiệp mà hội tụ cả ba cái yếu tố này thì đó chính là nghề digital marketing hay là nghề marketing online thế thì hiện nay ngoài cái việc mà chúng ta lựa chọn là đi học đại học hoặc là cao đẳng đấy, hoặc là học nghề trong nước đúng không ạ hoặc là đi du học đấy, hoặc là xuất khẩu lao động sang nhật bản Hàn Quốc, rồi Đài Loan, vân vân. Hoặc là các bạn cũng học những nghề như là nghề spa, nghề làm neo, nghề phun xăm, nghề thẩm mỹ, hay là nghề sửa chữa điện tử điện lạnh, hay là nghề sửa chữa xe, cơ khí ô tô, vân vân. Có rất nhiều nghề, đúng không ạ? Có rất nhiều nghề mà các cái trường nghề, các cái trung tâm đào tạo nghề nghiệp, họ có thể là hướng dẫn cho chúng ta và chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta có một cái công việc, có một cái nghề nghiệp chúng ta khởi nghiệp trong tương lai à, nhất là đối với các bạn học sinh vừa tốt nghiệp chương trình cấp 3 đúng không ạ, vừa thi cái chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó. Một trong số à, những người mà sẽ được học đại học hoặc là được đi du học thì số còn lại có thể là sẽ đi học nghề hoặc là um, lựa chọn một cái công việc nào đó phù hợp. Đấy. Thế thì theo quan điểm của tôi thì không có nghề nào là nghề xấu, đúng không? À, cũng không có nghề nào là nghề à, tuyệt vời người cao quý chỉ có người cao quý chứ không có nghề cao quý Để miễn là chúng ta sống tốt được với nghề chúng ta kiếm được tiền à, chúng ta có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ và tự lập tự tin đúng không thế thế thì với 15 năm năm kinh nghiệm giảng dạy tại bậc đại học của tôi à, với 17 năm kinh doanh và à, cũng đã khởi nghiệp nhiều dự án cũng đã đào tạo cho hàng nghìn các cái à, chủ doanh nghiệp hiện nay Đấy, các bạn có thể tìm Uh, thông tin về tôi uh, tôi cam kết những cái thông tin này là hoàn toàn chính xác đó và đào tạo cả hàng trăm nghìn học viên học trực tuyến qua các cái nền tảng học trực tuyến như là Edumo, uh, Kina, uh, Unica vân vân đấy thì tôi rất là uh, chia sẻ và tôi rất là định hướng rất là mong muốn uh, các bạn đang xem video này thì hãy lựa chọn cái nghề nghiệp mà tôi đang đào tạo đó là nghề marketing online hay còn gọi là digital marketing Đấy. làm marketing điện tử làm marketing trực tuyến đúng không ạ bán hàng online kinh doanh online đó thì đây là một cái nghề rất là hot một cái nghề mà giúp các bạn và các anh chị có thể có được một công an việc làm tốt có thu nhập tốt và có triển vọng trong tương lai và đặc biệt là nếu mà các bác phụ huynh mà đang theo dõi video này thì hãy định hướng cho con cái của mình hãy đồng ý cho con cái của mình này. lựa chọn tìm hiểu cái nghề nghiệp mà thầy phan anh đang chia sẻ đó là nghề marketing online, nghề digital marketing, đấy, đây là cái cách gọi khác của cái thuật ngữ này, hay là kinh doanh trực tuyến, hay là làm marketing trực tuyến, đúng không? Thì đây là một cái công việc mà chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những cái công cụ marketing online như là Facebook, như là Google, như là YouTube, như là TikTok, à, top top đấy đúng không ạ, hay là Zalo, hay là website, à, hay là viết bài, content, seo web vân vân, các công nghệ phần mềm email marketing máy tính đồ họa quảng cáo vân vân để phục vụ cho khách hàng phục vụ cho doanh nghiệp phục vụ cho chính bản thân mình mình có thể là khởi nghiệp mình có thể là bán hàng mình có thể là cung cấp dịch vụ cho đối tác cho khách hàng để mình kiếm tiền để mình nuôi sống bản thân mình đấy đây là một cái nghề mà chúng ta có thể có cái tính ứng dụng rất là cao trong xã hội bây giờ đấy. từ những năm 2022 trở đi và những năm tiếp theo thí dụ như là chúng ta tự bán hàng online nhập hàng về bán chúng ta tự quảng cáo cho chính mình bán các sản phẩm của mình và của gia đình đúng không kiếm tiền quảng cáo chăm sóc fanpage livestream livestream thuê bán hàng livestream đấy rồi thì uh, trở thành idol tiktok idol facebook uh, rồi thì trở thành uh, youtuber và kiếm tiền trên youtube rất nhiều những cái nghề nghiệp mới và cái cách thức kiếm tiền mới mà chúng ta thấy rằng là nó cực kỳ triển vọng đấy và tôi thấy rất là tiếc nếu như mà các bạn không lựa chọn cái nghề nghiệp này cho mình bởi vì đây là nghề nghiệp xu hướng tất yếu của tương lai và nó thực sự là xã hội đang rất cần số lượng cần lớn và các doanh nghiệp các tổ chức đang sẵn sàng trả lương trả thưởng cho các bạn rất cao nếu như các bạn đi làm thuê hoặc là các bạn tự trả lương cho chính mình nếu như các bạn làm thuê cho chính mình hoặc là các bạn có thể khởi nghiệp đó tôi lấy thí dụ như là bây giờ rất nhiều học trò của tôi um, học kế toán ra trường đi đúng không ạ sinh viên của tôi ra trường thì, thì các bạn ấy có thể là đi làm với mức lương khoảng độ 7 8 triệu đại, kế toán đại, vài năm kinh nghiệm rồi đại, thế nhưng mà chỉ cần một năm kinh nghiệm hai năm kinh nghiệm mà không cần có bằng đại học có bằng đại học là tốt nhé còn không cần thì vẫn có thể có những cái mức lương tối thiểu 10 triệu 12 triệu trở lên đối với cái nghề marketing online hoặc là digital marketing mà các bạn được đào tạo chuyên nghiệp chuyên sâu các bạn có thể đa di năng sử dụng nhiều công cụ đó thế thì cái lý do thứ hai trong video này tôi muốn nói là vì sao các bạn nên đi học nghề marketing online hay là digital marketing đúng không Đấy, thứ nhất như tôi đã nói đây là một nghề rất là hot rất là hit Đấy, và dễ dàng kiếm được việc dễ dàng có thu nhập cao có nhiều sự lựa chọn đó bằng chứng là các bạn có thể vào các trang web tìm việc như là tìm việc như là việc Namworks như là top CV vân vân. Các bạn có thể tìm những cái bản tin tuyển dụng thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều rất nhiều các cái vị trí tuyển dụng về marketing online, về nhân viên marketing, về chăm sóc fanpage, về sale web, về phát triển kênh TikTok quản trị à, hệ thống marketing vân vân. Đó, mà cũng không đòi hỏi về bằng cấp đại học hay cao đẳng. Chính quy, miễn là các bạn có kinh nghiệm, miễn là các bạn làm được việc và mức lương khởi điểm thường là khoảng từ 8 10 hoặc 12 triệu trở lên. Đấy các bạn có thể check những cái thông tin này như tôi vừa nói. Thứ hai, nhu cầu tuyển dụng về nghề nghiệp, nghề nghiệp này rất là cao đúng không? 95% các doanh nghiệp đều sử dụng ít nhất một nền tảng như web hay là fanpage hay là YouTube để mà giao tiếp để mà hiện diện ở trên mạng để mà tìm kiếm khách hàng. Cho nên là chúng ta rất là dễ tìm việc và chúng ta dễ dàng có mức lương cao, chưa kể đến chúng ta có thể làm thêm. Đấy làm thêm buổi thối chạy thêm quảng cáo cho khách hàng ví dụ thế đúng không hay là chúng ta có thể khởi nghiệp chúng ta có thể uh, live stream bán hàng chúng ta có thể trực tiếp mà chạy quảng cáo bán hàng vân vân cũng có thể một số bạn xinh đẹp tài năng giỏi giang đấy, thì các bạn có thể trở thành các ngôi sao trên YouTube trở thành hot YouTuber đúng không trở thành idol TikTok đấy, trở thành KOL trên Facebook và kiếm được tiền đấy, kiếm được nhiều tiền À, nhờ chúng ta pr thương hiệu cho các nhãn hàng v v Đấy. và tiếp theo đúng không ạ cái yếu tố thứ năm tôi muốn trình bày đó là, là chúng ta thấy rằng đây là một cái nghề xu hướng trong tương lai Đấy. càng ngày nó càng phát triển nhu cầu nó càng lớn thế chúng ta mà không học cái nghề này chúng ta rất là phí rất là tiếc đúng không Đấy. tất nhiên là có nhiều nghề nghiệp khác trên thị trường nhưng đây là một nghề nghiệp mà có xu hướng càng ngày càng được ưa chuộng bởi vì chúng ta thấy rồi ai cũng sử dụng điện thoại di động ai cũng sử dụng máy tính ai cũng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok vân vân thế thì rõ ràng là có rất nhiều cơ hội cho chúng ta đúng không đấy và tiếp theo cái ý thứ sáu tôi muốn bảo vệ cho cái luận điểm của tôi đó là cái nghề này là nghề văn phòng đấy, chúng ta sẽ không phải làm việc ngoài trời à, tôi lấy ví dụ như là chúng ta chạy grab đúng không thì chúng ta sẽ rất là uh, vất vả nắng mưa đấy thì cái nghề văn phòng này cái nghề mà uh, chúng ta thấy rằng là nó sẽ rất là uh, tốt cho chúng ta À, rất là tốt cho chúng ta và nó à, chúng ta nhàn chúng ta à, được à, ngồi tại văn phòng thì nó mưa không tới mặt nắng không tới đầu, đấy, đúng không? hoặc là chúng ta có thể vừa đi du lịch vừa đi chơi vừa chăm sóc vợ chồng con cái của chúng ta sau này và vẫn có thể kiếm được tiền bởi vì chúng ta có thể làm mọi lúc mọi nơi ở mọi thời điểm khác nhau đấy, thậm chí chỉ cần một chiếc điện thoại di động thôi là chúng ta đã có thể kiếm được tiền rồi đấy và à, yếu tố thứ bảy đó là nghề uh, marketing online hay là digital marketing thì rất rất là phù hợp với các bạn trẻ Đấy, và uh, những cái nghề này nó đòi hỏi sự sáng tạo và các bạn trẻ thì rất là phù hợp và không nhất thiết bạn phải tốt nghiệp đại học hay là hay là tốt nghiệp trường cao đẳng nào đó đúng không? Đấy, và nghề này thì có rất nhiều công cụ để mình sử dụng Đấy, và chúng ta sẽ học toàn bộ các những công cụ này uh, Facebook, Google, Zalo, TikTok, YouTube, uh, SEO web, viết content, làm nội dung, làm hình ảnh, lập kế hoạch marketing vân vân đấy thì tôi thực sự là một cái người mà đi trước một cái người là người cũng là giảng dạy ở các trường đại học và cũng làm ở các doanh nghiệp lớn tư vấn cho các doanh nghiệp và tôi đã đào tạo ra đào tạo ra chính là các cái giám đốc rồi thì các cái chương trình dành cho các giám đốc chính là sếp của các bạn thì tôi hiểu rằng họ đang có những cái chăn trở họ cần những cái nhân sự như các bạn và tôi đã cung cấp một cái chương trình đào tạo là dạy nghề marketing online chọn bộ chọn gói Digital marketing chọn bộ chọn gói cho các bạn đấy. Thì có rất nhiều nghề ngoài kia, nghề nào cũng đáng quý cả. Nhưng mà hãy cân nhắc, hãy nghe lời tôi à, lựa chọn một cái nghề đó là nghề digital marketing hay còn gọi là marketing online và chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng về điều đó. Chắc chắn các bạn sẽ có một tương lai rất sáng lạn, đúng không? À, bây giờ có những bạn lựa chọn đi à, xuất khẩu lao động Nhật Hàn Thế với một cái tỷ giá yên thấp như hiện nay thì À, các bạn cũng chắc là cũng chỉ được 20 triệu, hơn 20 triệu một chút à, cũng rất là vất vả. Đấy. Thế nhưng mà các bạn lại thích đi thế để cầm một cục tiền về 5 năm, 3 năm vất vả như vậy. Thế nhưng mà à, nếu như các bạn làm digital marketing tốt thì tôi khẳng định rằng nhà lầu xe hơi thu nhập cao là khả thi là trong tầm tay của các bạn. Bằng chứng là các bạn có thể xem rất nhiều người bạn, người thân trong gia đình mình, người quen mình tìm, mình biết được ở trên mạng, đúng không? là người ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ kinh doanh online đó vâng thế thì cái tương lai của nghề này rất là tuyệt vời Đấy, rất là sáng lạn đúng không Đấy. Việt Nam mình có đến 90 triệu tài khoản Facebook khoảng độ 65 đến 70 triệu tài khoản Zalo khoảng 50 triệu tài khoản YouTube và khoảng hơn 20 triệu tài khoản TikTok Đấy. các con số này tiếp tục gia tăng Đấy. thời lượng sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay là khoảng gần 3 tiếng đồng hồ và thời dựng uh, thời lượng sử dụng internet hiện nay là lên tới gần 7 tiếng đồng hồ đó cái thời gian sử dụng rất là lớn phục vụ cho công việc phục vụ cho giải trí phục vụ cho học tập phục vụ cho kiếm tiền kinh doanh vân vân đó đúng không thế thì chúng ta có thể làm được rất nhiều việc từ là quảng cáo thuê chăm sóc fanpage thuê làm web thuê tự bán hàng cho chính mình phát triển sàn thương mại điện tử rồi thì đào tạo cho người khác rồi thì làm thuê rồi bán hàng cho chính mình rồi khởi nghiệp cho chính mình. Đấy, hoặc là cũng có thể bán hàng ra nước ngoài. Đấy, ví dụ như là bán hàng trên Amazon, bán hàng trên eBay, bán hàng nhập hàng từ Trung Quốc về trên Alibaba, trên AliExpress hay là Timo, hay 1688. Đấy, đấy, là những cái trang web nổi tiếng của Trung Quốc, nhập về Việt Nam bán hoặc là từ Việt Nam bán đi ra nước ngoài hoặc là bán cho người Việt, rất nhiều cách để làm. Đấy, các bạn có thể đào tạo, có thể chia sẻ, có thể viết sách, có thể phát triển đội nhóm. Đấy, có thể trở thành các ngôi sao trên mạng internet vân vân thì những cái phần này tôi hoàn toàn là chia sẻ đấy là sự thật đấy, và tôi định hướng nghề nghiệp cho các bạn tôi đào tạo cho các bạn à, những cái nội dung như vậy đó thì à, cái nghề này so với những nghề khác thì rất là tốt đấy, như tôi đã nói đúng không ạ vâng và những ai thì nên tham gia học cái chương trình học nghề marketing online digital marketing của tôi nhá à. thì thứ nhất là à, có thể đấy là các cái bạn học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 đang muốn đi học nghề thay vì là đi học đại học, học cao đẳng có thể là do không lựa chọn hoặc là có thể do điểm số thấp đúng không? Đấy, hoặc là có thể là muốn làm nghề ngay để kiếm tiền, phụ giúp gia đình hoặc là gia đình đã có cái 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 nghề phụ, là nghề đã có cái cái nghề phụ rồi, có sản phẩm, dịch vụ rồi. Đấy. về muốn bán ngay, muốn kiếm tiền ngay, muốn khởi nghiệp ngay rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây là một chương trình phù hợp cho các bạn. Đấy và có rất nhiều cái tương lai hứa hẹn chờ đợi các bạn đó. rồi những bạn trẻ đang đi học đại học cao đẳng đang học hoặc là đã tốt nghiệp muốn học thêm nghề này là một cái nghề hot trong tương lai đúng không? các bạn đang làm kinh doanh online có thể cử nhân viên của mình đi học hoặc là trực tiếp đi học để mà hiểu biết thêm chuyên sâu về chủ động trong công việc của mình. các sếp các boss có thể là gửi nhân viên con em cháu của mình cho tôi dọc đào tạo giáo dục và tôi tôi sẽ gửi lại cho các bạn à, những cái người mà có kiến thức hơn có chuyên môn hơn có hiểu biết hơn và có khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc về marketing online tổng thể về digital marketing về các công cụ về tư duy và về cách làm đó thế thì à, tiếp theo cái nội dung thứ sáu tôi muốn trình bày cái nghề này là kiếm tiền bằng cách nào Đấy, đúng không làm thuê nhận lương cao bán hàng online làm dịch vụ quảng cáo chăm sóc fanpage vân vân chốt đơn cho khách hàng vân vân đúng không rồi thì mở các kênh trên Lazada, Tiki, Sen đỏ hay là Shopee, đấy. Rồi làm các cái dịch vụ liên quan đến tài khoản mạng xã hội như là lấy uh, lại tài khoản rồi thì kháng cáo, rồi thì uh, chống hack, rồi thì uh, làm tích xanh vân vân, đúng không? Phát triển kênh, phát triển nội dung trên YouTube, TikTok vân vân, đấy rất nhiều cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền. Đấy. Thế thì nội dung thứ bảy trong video này tôi muốn nói là cái gì? Đấy cái khóa học nghề uh, marketing online hay là digital marketing chuyên nghiệp và chuyên sâu thì gồm những cái nội dung gì? Gồm những cái chương trình, gồm những cái công cụ gì? Thế thì trực tiếp thầy Phan Anh sẽ đào tạo cho các bạn những cái nội dung bao gồm từ tư duy cho đến công cụ đấy, cái như này đúng không? Chiến lược và cho đến chiến thuật. Đấy, từ cái các bước, quy trình cho đến cái cách mà chúng ta sẽ làm các công cụ về digital marketing. Đó để cho người học có một cái bộ tư duy chuẩn bộ công cụ chuẩn đi làm cái gì thì chúng ta phải có công cụ đúng không ạ chúng ta phải có tư duy và chúng ta biết chạy quảng cáo đúng không chúng ta biết làm fanpage chúng ta biết viết bài cho web chúng ta biết viết bài chạy quảng cáo chúng ta biết trả lời khách hàng đúng không chúng ta biết lập kế hoạch kinh doanh chúng ta kiểm soát được hình ảnh chúng ta kiểm soát được các cái nội dung của chúng ta đấy thì tất cả những cái đấy tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn các bạn học viên trong cái chương trình gọi là đào tạo nghề marketing online hay là digital marketing chuyên nghiệp và chuyên sâu đấy và tất cả những cái chương trình này đều được là à, cập nhật mới nhất cập nhật mới nhất nhá đấy, và tư duy xuyên suốt của cả khóa học là của một người của một chuyên gia chứ không phải là nhiều người đến đấy, và tất nhiên chúng tôi sẽ có đội trợ giảng đúng không ạ đội ngũ trợ giảng còn trực tiếp giảng dạy là tôi sẽ giảng dạy chúng ta sẽ học được một cái tư duy xuyên suốt của một người và cái người này cũng là người có kinh nghiệm có bằng cấp được đào tạo chuyên nghiệp bài bản nước trong nước ngoài đầy đủ đúng không rồi ví dụ như là chúng ta sẽ học về Facebook học về Google học về Zalo học về TikTok học về SEO web học về viết email học về lập kế hoạch kinh doanh học về viết content đúng không học về làm hình ảnh tất cả những công cụ như vậy tôi sẽ làm trong tổng cộng là 30 buổi live stream làm landing page vân vân đúng không đấy rồi thì tung ra các chương trình khuyến mại bán hàng kỹ năng chốt đơn đấy, rồi thì làm cv để xin việc đấy, và sau đó là tôi sẽ cấp cho các bạn một cái chứng nhận của công ty là đã đào tạo cho các bạn một chương trình nghề digital marketing đảm bảo rằng là các bạn sẽ xin được việc các bạn sẽ có thu nhập tốt trong tương lai tất nhiên đây là một cái chương trình khởi đầu khởi sự còn sau này các bạn cũng sẽ phải học thêm, học thêm bởi vì sự học là không bao giờ được ngưng nghỉ, đúng không? Đấy, tổng số buổi tôi đang thiết kế là khoảng 30 buổi mỗi buổi học 2 tiếng rưỡi Đấy, và có thêm 200 giờ tự học có thêm video, các khóa học video đã ghi hình như cái video chúng ta đang xem đó có thêm tài liệu, có thêm sách Các bạn nhìn thấy là tôi đã trực tiếp viết rất nhiều các cuốn sách đã xuất bản 6 cuốn sách rồi Marketing Online 4.0 à, rồi thì bí quyết kinh doanh online rồi thì Facebook marketing rồi quảng cáo bán hàng kiếm tiền trên Facebook rồi content marketing đó tôi đã viết rất nhiều các cuốn sách à, viết chất lượng đúng không ạ các bạn có thể ra các hiệu sách các bạn tìm sách của tác giả Nguyễn Phan Anh à, hoặc là các bạn search Google là sẽ thấy Đấy, và giảng dạy trực tiếp bởi tôi Đấy, và công ty PA Marketing à, và tôi cam kết với các bạn là nội dung rất là chất lượng cập nhật và các bạn sẽ học và sẽ làm được ngay đó Vâng, thế thì tại sao các bạn nên học cái khóa học này với thầy Phan Anh, với chương trình của tôi đưa ra đấy, Thứ nhất là, như tôi đã nói, tôi là giảng viên đại học, có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy từ năm 2008 Và tôi đã giảng dạy cho các cái cấp bậc, là CEO, CMO, CCO, đấy là những người làm quản lý cấp cao, là những người giám đốc điều hành vân vân Tôi đã giảng dạy ở nhiều trường đại học lớn, đó, thình giảng ở nhiều trường đại học lớn, đó và tôi cũng được đào tạo rất là bài bản về kinh doanh và marketing thậm chí cũng không phải là khoe khoang nói với các bạn là tôi có hai bằng thạc sĩ ở hai chuyên ngành khác nhau trình độ tiếng anh cũng chuyên nghiệp đúng không ạ có thể hướng dẫn có thể nói bằng tiếng anh có thể đọc các tài liệu nghiên cứu bằng tiếng anh tốt đó và tôi đã đào tạo cho rất nhiều các tập đoàn lớn như là Vietnam nam airlines hay là mobifone hay là vinaphone hay là yamaha honda evn vân vân hay thậm chí là cả học viện việt theo cũng có những cái cơ hội tôi đang được đào tạo rất nhiều tôi tự tin về kiến thức về chuyên môn về trình độ đúng không ạ về những cái giá trị mà tôi trao đi và những cái tôi cam kết về mặt tương lai cho các bạn tôi cũng chia sẻ như vậy các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhá. các bạn có thể vào fanpage vào facebook vào zalo ví dụ như là ở địa chỉ là youtube.com pa marketing web là pa marketing.vn facebook.com pa online hay số điện thoại 0989 623 888 0989 623 888 có zalo cập nhật xem thoải mái đúng không rồi nội dung thứ 9 tôi trình bày trong video này đó là các cái chính sách đảm bảo và cam kết dành cho học viên khi khi học đó tôi cam kết rằng là sẽ giới thiệu việc làm cho các bạn nếu như các bạn có nhu cầu việc làm và tôi cam kết là các bạn có việc làm ấy, sau cái khóa học này ấy, kể từ khi mà các bạn học xong là sau 3 tháng tôi sẽ cam kết các bạn có việc làm nếu như các bạn muốn tìm việc đó ấy, có thu nhập tốt đúng không ạ Đấy, cái thu nhập khởi điểm của bạn có thể là mới thì các bạn làm lương 5-6 triệu ấy, thử việc sau đó 8 10 12 triệu trở lên là khả thi tôi cam kết điều đó Đấy. Và nếu như các bạn không có việc làm Không có việc làm Sau 6 tháng kể từ khi tôi đào tạo chương trình này xong Thì tôi sẽ cam kết hoàn tiền 100% học phí cho các bạn Và nếu các bạn không tin tôi Thì tôi sẽ ký hợp đồng Với các bạn Ký hợp đồng với các bạn Về việc là tôi đào tạo các bạn 30 buổi Và sau 6 tháng kể từ khi kết thúc chương trình Nếu các bạn không tìm được việc làm Tôi sẽ hoàn tiền Tôi sẽ ký bằng hợp đồng với các bạn để các À, bác, các anh chị, chị, các cô à, Phụ huynh Yên tâm Đấy, Và các em học sinh, à, các bạn học sinh Các bạn à, học viên yên tâm Là thầy không chỉ nói mồm Thầy ký bằng hợp đồng Đấy. Hợp đồng thì để bảo vệ quyền lợi cho các bạn Bởi vì tôi tự tin về điều đó Thị trường đang rất là khát việc Thị trường đang rất là khát nhân lực Thị trường đang rất là cần người làm được việc Thế mà tôi đào tạo ra các bạn Tôi lại còn đào tạo ra cả sếp của các bạn nữa Các CEO, các CMO họ rất là muốn mời tôi nhờ tôi là tìm người cho đào tạo cho thế tại sao tôi không gửi được các bạn đến đó đúng không tôi cam kết điều đó đấy và thậm chí là nếu các bạn không có máy tính đúng không ạ tôi có thể tặng laptop cho các bạn đấy. tôi tặng laptop cho các bạn để các bạn học đấy. Đấy. ngoài ra thì học ở thầy Phan Anh thì có cái tài liệu học liệu rất là đa dạng và không giống như ở các trung tâm khác đấy. Là, là tôi có sách tôi viết đúng không ạ tôi có tài liệu ebook tôi viết tài liệu học tập tôi viết tôi có video tôi làm cho các bạn tức là một cái kho học liệu hết sức đầy đủ và có đội ngũ trợ giảng nha sách cứng sách mềm video tài liệu đủ hết và 30 buổi đào tạo trên lớp cộng với lại hỗ trợ trực tiếp trong nhóm thêm 6 tháng nữa để các bạn cứng các các bạn xin đi làm nếu các bạn có việc làm rồi hoặc không cần tìm việc rồi thì tuyệt vời còn nếu các bạn không làm được thì tôi có trách nhiệm tìm việc cho các bạn và nếu tôi không tìm được việc cho các bạn Thì tôi có trách nhiệm hoàn lại 100% học phí cho các bạn Và tôi ký bằng hợp đồng với các bạn điều đó Đấy Thì Đây là cái video tôi muốn chia sẻ Với các bác phụ huynh Với các bạn học viên Với những người mà đang có nhu cầu tìm việc Tìm một công việc Hoặc là tìm một cái khóa học để thay đổi công việc Đấy. Hoặc là nhất là đối với các bạn mà Vừa tốt nghiệp chương trình học sinh cấp 3 Đấy với các bạn thì các bạn cũng ít hơn tôi rất là nhiều tuổi và các bạn chính là cái vai trò là các bạn chính là sinh viên của tôi nếu như các bạn mà đỗ đại học các bạn vào một trường đại học nào đó mà trường mà tôi giảng dạy thì các bạn chính là sinh viên của tôi còn nếu mà các bạn đi học cái chương trình học nghề này của tôi thì các bạn sẽ là học viên của tôi trực tiếp tôi và đội ngũ của chúng tôi sẽ đào tạo hướng dẫn cho các bạn và đảm bảo cho các bạn những cái chương trình dạy nghề tốt nhất nha ở đây là tôi dạy nghề marketing online một cái nghề rất hot và trên thị trường đang rất khát việc lương cao thu nhập cao và có nhiều cái ứng dụng trong đời sống và có khả năng phát triển trong tương lai vâng thế thì chi tiết về lịch học chi tiết về cách thức đăng ký học và những cái vấn đề các bạn cần tư vấn bất kỳ câu hỏi nào về lịch trình thời gian học phí À, các cam kết thầy nói có đúng không rồi cháu không có máy tính thì sao rồi cháu không biết tiếng anh thì như thế nào vân vân thì xin mời các bác phụ huynh các anh chị những người mà muốn gửi gắm con nhân viên cho tôi đào tạo thì xin mời cứ liên hệ trực tiếp với tôi ở địa chỉ là phan anh online a gmail facebook là facebook com Sược phan anh online à, cái tên là nguyễn phan anh đúng không ạ zalo là 0989623888 các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn zalo cho tôi đấy là tất cả những cái kênh mà các bạn có thể liên hệ với tôi trực tiếp vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video này và tôi rất hy vọng là các anh chị và các bạn và các bạn học sinh hãy lựa chọn cho mình một cái nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai mà có thể phát triển được cho bản thân mình lo cho được cuộc sống của mình của vợ chồng con gái bố mẹ hai bên sau này bởi vì uh, lựa chọn một nghề nó là một nghiệp và nó là một cái uh, quá trình lâu dài chứ không phải là nay học nghề này mai học nghề khác thì mình sẽ không thành công được đấy và lựa chọn một nghề thì có cái công thức để lựa chọn đúng không đó là phải đam mê đó là phải yêu thích đúng không phải kiếm được tiền phải có tương lai đấy thì tất cả những yếu tố đấy mình chọn nó đều có ở trong cái nghề digital marketing và kể cả bạn chọn những nghề khác rồi ví dụ như là nghề neo, nghề làm mí, nghề spa, nghề điện tử điện lạnh, nghề sửa chữa ô tô, nghề may mặc vân vân rất nhiều nghề thì bạn vẫn phải học thêm nghề digital marketing, nghề marketing online, Đấy. nghề live stream, nghề kinh doanh, nghề quảng cáo những cái công việc phụ mà tôi hướng dẫn bởi vì khi mà các bạn có nghề nghiệp các bạn cần tìm kiếm khách hàng thì các bạn vẫn phải sử dụng marketing online để tìm kiếm khách hàng ví dụ như là Facebook, ví dụ như là YouTube, ví dụ như là Google tìm kiếm, ví dụ như là TikTok, đúng không ạ? Ví dụ như là Zalo, rõ ràng là chúng ta cần phải học. Đấy, cho nên học trước hay học sau, học sớm hay học muộn thì các bạn cũng nên lựa chọn cái nghề này, cái chương trình này của tôi. Vâng, à, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài này và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn à, tại lớp học của tôi. Vâng, một lần nữa xin chào.